Can đưa vô tới bệnh viện và anh cùng với các bác sĩ để can thiệp cho cái ca đó, giành giật từng hơi thở. Vừa sóc kéo anh ca xuống một cái rồi vừa đụng xuống tới đất nói đã được tới cấp cứu rồi nha chị ơi thì người đó hất ngất mấy cái người đó đi luôn. Thật sự mọi người là hiểu nhầm cái chữ BDS là bất động sản nhưng mà chính xác không phải. Đó là chỉ là mang tính chất tên của mấy anh em từ khi mà bước vào con đường tu tập rồi cái bỏ công sức ra làm công quả cho các chùa chiền. Rồi từ cái việc công quả đó là có những cái việc mà để hỗ trợ xây nhà cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Cái việc nó được duy trì kéo dài thì mấy anh em mới thành lập ra cái hội thiện nguyện BDS là lấy cái tên danh Bảo Sĩ Sang, cho nên lấy có ba chữ rồi mình dập lại. Nó ngắn gọn để mà mình dễ nhớ. Và ba chữ đó đồng nghĩa là bạn đáng sống, với là cái chữ slogan là chung tay vì cộng đồng. Nhớ nha mọi người, bạn đáng sống chứ không phải là bất động sản. Quay trở lại với cuộc sống hiện tại. Ở đây còn có chị nữa nè. Đó. Công việc chính của anh chị á đó là gì ạ? Chị bán cơm. Đó, thì từ bữa dịch tới giờ là ngưng bán luôn rồi. Rồi bữa hổm chị cũng định bán lại nhưng mà ảnh không cho. Ảnh nói còn nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm chị ơi. Thôi để từ từ đi. Cho nên giờ đang rảnh rỗi. Rảnh rỗi quá không biết làm gì để chứa oxy. Thấy bình oxy quá trời. Rảnh rỗi không bán cơm thôi chứ bận lắm. Còn anh thì là? Anh thì là từ xưa tới giờ thì anh làm về cái mảng mà trang thiết bị mà công nghệ. Như là máy tính này. Rồi hệ thống camera nè, hệ thống an ninh nè. Quản lý kho từ xa. Nữa em sẽ hỏi chị về một số câu hỏi về cái gì, về gia đình. Về cái việc mà ảnh đi nhiều quá vậy thì chị ở nhà làm sao? Nói chung còn rất nhiều câu hỏi nữa. Thôi bây giờ sao mình đây? Tách đi. Tách ra ha. Bây giờ em nhường anh đó, anh chọn đi. Thôi để anh Tám với em tiếp chuyện. Vậy còn em bắt anh Tám sẽ ngồi trò chuyện với chị Tám về những câu chuyện liên quan về hạnh phúc gia đình của anh chị. Ok. Ba. Cái duyên nào để cho anh bước vào cái nghiệp gọi là làm thiện nguyện? Thì nó xuất phát từ đâu? Thực ra nó rất là dài. Vì trước kia bản thân của mình nó là một cái người mà lăn lóc ở ngoài xã hội. 9 tuổi đi theo mẹ bán buôn hộp vịt lộn. Gia đình rất là khổ đông người. Thì có một mình mẹ gánh cái gánh hộp vịt lộn. Trên vai mình là đi theo sau, xách những cái thùng nước, rửa chén đi theo mẹ, đi bán xuyên suốt. Từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ đêm mới về nhà. Cho nên mình hiểu cái gánh nặng của một người mẹ lo cho các con rất là nhiều. Trong cái thời điểm mình quyết tâm để đi theo mẹ, theo mẹ để mà buôn bán rồi tự đi ra lãnh cái này cái kia, bán bao nhiêu tiền đem về được cho mẹ. Nhưng mình thấy làm như vậy trong suốt 5 năm mà gia đình nó cũng không được cải thiện. Cho nên mình quyết định bỏ gia đình để đi ra ngoài để mà kiếm cái gì đó mình làm nhiều tiền hơn để về phụ gia đình. Và từ đó mình đi làm được. Bao nhiêu năm qua mình đi ra ngoài mình lăn lóc, mình đem tiền về đưa cho mẹ. Nhưng mà mình đem lại cái sự khổ đau cho mẹ mình quá nhiều. Mỗi một lần mình bị dấp ngã, mẹ mình khóc. Cái gánh nặng của mẹ mình nhớ lại những hình ảnh đó, thì mình so lại cái cuộc sống của mình với lại tất cả anh em, những người thân trong gia đình, làm sao mà đền hết cái công ơn của người mẹ mình. Cái động lực để mà làm cho anh có thể ngộ ra được nhiều điều có phải là từ mẹ hay không? Mình đi vào con đường thiện này để cải tạo quy chính bản thân mình thì trong đó hình ảnh của người mẹ mình là nhiều nhất. Tại vì sao? Ngày xưa là mình mới 9 tuổi cho tới 14 tuổi là 5 năm trời mình đi theo mẹ để buôn bán, và bản thân mình lăn lóc ra ngoài bán để đem tiền về đưa mẹ để nuôi cả gia đình 8 người con. Trong thời điểm mẹ mình nó vác cái bụng bầu đi sanh, mình không có một đồng phải lội bộ đến nhà sanh, mà đi đoạn đường mệt quá mẹ mình nó mới sanh rớt mình ở dọc đường. Thì cái sự hy sinh của mẹ mình nó quá lớn. Tới bây giờ mình có muốn cải tà quy chính, mình có lên chùa mình xin phép để mình làm ăn nhiều tiền để mình bù đắp cho mẹ mình, không cách nào bù đắp được hết. Thì chi bằng mình hãy gắng sống tốt, làm con người đàng hoàng và chăm sóc thương yêu mẹ mình nhiều hơn nữa. Mình mỗi ngày bù đắp cho tới khi nào mình nhắm mắt thì thôi.
nếu mình chết trước mẹ mình. Còn nếu như mẹ mình chết trước mình thì từ khi mẹ mình còn sống cho tới mẹ mình nhắm mắt, đừng làm gì cho mẹ mình buồn, đừng để mẹ mình khóc nữa. Cho nên đó là cái động lực để cho mình thay đổi cuộc đời của mình rất là lớn. Thì em cũng muốn hỏi là bây giờ là sức khỏe của mẹ như thế nào? Mẹ năm nay là 78 tuổi rồi. Nhưng mà đối với mẹ mình á, thì hầu như cái nhân duyên giữa hai mẹ con gắn kết với nhau, đi đâu cũng vậy. Mẹ cũng thường hay nhắc mình, mà mình cũng hay thường nhớ lắm. Mà mình là cái đứa con trong một cái gia đình đông anh em, đặc biệt quan tâm đến cha mẹ nhiều nhất. Và từ xưa tới giờ tận tay chăm sóc về cái miếng ăn giấc ngủ cũng như là sức khỏe thuốc men của mẹ. Bây giờ tranh thủ Ngọc Lan trò chuyện với anh Tám, thì Quốc Thuận ngồi đây với chị Tám, đó là chị Thủy. Chị bình thường là ở nhà đó, là những cái công việc của chị nó là những công việc gì ngoài bán cơm? Mình cũng phải trông nom nhà cửa. Dạ. Rồi những cái việc mà anh đi thiện nguyện á thì mình cũng phải hỗ trợ với anh. Trước kia nữa chưa có mà thành lập cái xe cứu thương á. Dạ. Thì mình cũng vẫn phải cơm nước đồ mình cũng lo cho mọi người ăn. Dạ. Cũng lo sức khỏe. Anh Tám anh đi suốt như vậy, rồi anh đi vào những cái nơi nó rất là nguy hiểm, lo lắm phải không chị? Lo lắm chứ. Gần có chục năm về trước cũng vậy. Ví dụ mà anh đi với tất cả những anh em bạn bè thì đi đến chỗ này chỗ kia chỗ nọ đi đủ thứ hết. Thì có những anh em bạn bè thì mình cũng yên tâm một chút xíu. Nhưng mà giống như mình nghĩ trời khiến á, rồi ông cứ việc đi đi vậy đó. Cái có những lúc mà chị đi tham gia chung luôn, đuối luôn. Bản thân mình đi lâu lâu mình đi lần mình thấy mệt vậy. Còn anh đi á là nhiều khi mình kêu anh thôi mệt quá rồi nghỉ ngơi đi, ông không chịu. Lúc trước thì ví dụ đi tặng quà cho những bà con vùng núi thì đó là mình đi chia sẻ với những khó khăn với những cái mảnh đời. Nhưng mà đi trong cái giai đoạn dịch như thế này rất ư là hiểm nguy. Trời ơi, chị rầu lắm, chị lo gì lắm, lo cho tất cả những người trong đội luôn. Mỗi ngày chị cầu nguyện hết. Trong cái thời điểm đó đó, chị rất là sợ, nói là nó khủng khiếp luôn. Như là phải nói là lần đầu tiên trong đời chị, chị mới thấy được cái cảm giác cái lúc mà dịch nó xảy ra. Nó khủng khiếp lắm. Tiếng kêu cứu, tại vì bên chị là thiện nguyện cho nên có những cái số điện thoại của hotline, rất là nhiều người gọi cho chị. Biết rằng là chị lo cho anh, chị khuyên anh đủ thứ hết. Chị khuyên anh là chị nói anh ơi giữ gìn sức khỏe. Rồi anh em lúc đó là mọi người quan tâm mà thương nhau dữ lắm. Mà anh em đâu không ai được về nhà. Mà lúc đó ví dụ người này mệt, người kia chăm sóc, rồi xông hơi, rồi nói chung là uống thuốc C này kia nọ. Rồi chị nhận những cái cuộc gọi mà của những người mà người nhà ta mắc Covid đó. Rồi người, có những người qua đời này kia. Nói chung là tiếng kêu cứu rất là nhiều. Biết rằng là nguy hiểm thật sự, nhưng mà mình phải cố gắng. Dạ. Mạnh mẽ để mà giữ cái sức khỏe của mình. Mình có sức khỏe thì mình mới giúp được những người khác. Chị lo lắng, chị thương anh lắm. Nhưng mà chị lo thì lo, nhưng mà chị nghĩ á, người ta kêu cứu mà mình làm ngơ đâu có được đâu em. Cái việc cứu người đó rất là cần thiết. Cho nên chị ủng hộ anh. Cái công việc của anh vẫn tiếp tục. Dù có ai ngăn cản, bây giờ anh không có tiền thì anh nói á, bây giờ á, nếu có nhiều thì anh giúp nhiều, có ít thì anh giúp ít. Hiện tại bây giờ sau khi mà dịch tạm ổn thì bên xe cứu thương anh vẫn vận hành để mà giúp những hoàn cảnh nghèo. Anh em thấy ở trên đây là có treo rất là nhiều cái hình của một vị sư, mà như đó là anh đúng không? Đúng rồi Lan, cái này là nó cơ duyên, cũng là may mắn của cuộc đời của mình. Đây là gọi là tu gieo duyên, tu báo hiếu. Là nó diễn ra trong bao nhiêu ngày? Nó chỉ có nghẹn là 14 ngày. À, tức là anh ở hẳn trong chùa luôn, và cũng xuống tóc luôn. Xuống tóc, mình phải làm lễ xuất gia. À. Thì trong đó có ba người bạn, Bảo, Danh, Sĩ Sen trong hội tiền nguyện BDN. Ba người đó cũng là chơi chung từ nhỏ tới lớn. Thì ba người đó cũng là một cái tác động, khuyến thức mình đi theo con đường Phật Pháp. Dạ. Ba người đó là đi theo đường Phật Pháp trước mình, theo con đường thiền định trước mình. Sau khi mình biết được đến con đường Phật Pháp, mình đi theo sư phụ mình là Hòa Thượng Sạch Xô San. Thời gian đầu tới là để tâm sự. Tâm sự mỗi ngày cho mình một bài Pháp, cho mình một bài học, một bài học. Dần dần từ cái Phật Pháp mà chuyển hóa được cái thay đổi cái suy nghĩ mình.
Thì khi mình đã hiểu về con đường Phật Pháp rồi, mình thấy cái hoàn cảnh khổ đau đó, bắt đầu đó mình bị quấy động tâm. Thì mình nghĩ rằng cái việc đi làm thiện nguyện này không phải mình muốn đem được cái danh hay cái lợi hoặc cái phước gì để mình tạo ra, nhưng mà mình nghĩ rằng cái việc thiện nguyện này để mình đi trải nghiệm. Thì khi mà mình đã làm được cái việc đó rồi, mình mới ngồi mình dòm lại những cái công việc mà mình đi theo Phật sự, đi theo sư phụ để học về Pháp, thì mình đã may mắn học được rồi. Cái đó là mình trau cho bản thân mình. Còn cái mà mình đi chia sẻ nỗi đau của người dân, mình chưa làm được. Thì lúc đó mình nhìn lại cái khía cạnh, những cái hình ảnh mà lần đầu tiên mình đi giúp cho người ta xây cho một cái ngôi nhà, trao từng bao gạo đi trong những cái vùng hẻo lánh, thì mình nhớ lại. Thì bây giờ nếu như cái khổ đau đó mà được mình phát nguyện, mình đi trên con đường này để chia sẻ đến bà con, thì mình đi đến bao giờ và làm như thế nào? Thì bắt đầu lúc đó mình quỳ trước Tam Bảo, thầy rằng xin cho con đem cái thân xác này chia sẻ nỗi đau bệnh tật khốn khổ của muôn loài, nhưng cho con phát nguyện thêm một cái lời cuối trước khi con tắt thở, xin cho con đem hết tất cả nội tạng này để lại chia sẻ giúp một ai đó khi họ cần sự sống. Thôi, anh vừa phát nguyện xong anh đi thẳng xuống anh bàn với vợ con để xin đi ký giấy cho nội tạng, thì con nó khóc quá trời, nó cản không cho. Mẹ cũng khóc, có nói với mẹ sanh của mình là cái người mà hồi xưa gánh cả đôi gánh trên vai để mà nuôi sống cả gia đình cũng khóc. Và lúc đó vợ thì nói chung bà là cái niềm động lực để cho mình có được ngày hôm nay. Sau khi bà khóc, bà tâm sự rồi bà nói thôi anh quyết định vậy, em thấy nó cũng được, cũng giúp cho anh để nhìn lại cái giá trị của mình. Hai vợ chồng đồng hành với nhau, lén con cái, lén mẹ mình, hai vợ chồng âm thầm lên trên bệnh viện làm cái giấy, làm giấy tờ để mà hiến tặng nội tạng. Xong đó mình có được ra cấp cái thẻ chính quy hiến tặng rồi đem về cúng dường Tam Bảo. Và cho đó ngày hôm nay là mình mới là chính thức đang làm thủ tục giấy tờ để cắt phần gan của mình cho tặng giúp cho một bé gái, để nó cần cái gan để mà cần sự sống, một bé gái trong gia đình nghèo khổ. Mà khi mà mình trên chuyến xe không đồng mình đi, mình phát hiện cái trường hợp đó. Cho nên là chính như vậy, thì đối với anh về cái vấn đề dư luận họ có tạo bao nhiêu áp lực đi chăng nữa, thì mình không bao giờ được phép ngã quỵ. Mình phải chấp nhận những cái nỗi đau đó để chi? Mình gieo trồng cái hạt giống tình người. Em nghĩ chắc là khi mà anh làm được những cái việc như thế, anh rất là hạnh phúc. Chắc chắn chị cũng giống như những người vợ mà có những ông chồng mà đi vào những cái tâm dịch như vậy, bên cạnh sự lo lắng là một cái sự gọi là động viên. Nhiều lúc anh không có nghĩ đến cái bản thân của anh nữa. Bây giờ thật sự luôn, bây giờ chị có cản anh cũng không cản được đâu. Anh đi giúp người là vậy đó. Dạ. Mà anh thề luôn nữa. Thật sự ra lúc đầu á mà anh đi quá đó thì mấy mẹ con cũng có khuyên. Điên bất kể mình giờ giấc cái mạng mình luôn vậy đó. Thì cũng khuyên nhưng mà đâu có khuyên được. Rồi ổng còn nói là khi nào mà ổng chết mới hết đi giúp người thôi. Thậm chí khi chết đi, thân xác này trở về cát bụi, chắc chắn ảnh cũng sẽ tiếp tục để lại cho đời một cái gì đó. Đúng rồi. Ổng đi ra qua bệnh viện Chợ Rẫy lâu rồi, cũng xin hiến nội tạng. Chị nghĩ sao về điều đó? Chị cũng chấp nhận luôn. Giống như là mình nghĩ rằng á, là một phần nào đó của anh đang còn sống đó. Công việc thiện nguyện này nó thực sự ra rất là nguy hiểm nè. Nhất là bão lũ miền Trung vừa rồi, bên nhóm của anh cũng đã gặp rất là nhiều nguy hiểm, thậm chí là suýt mất mạng. Vừa rồi dịch bệnh nè, mình xông pha mình đi như vậy đó, thì mình xác định là mình có khả năng mình bị lây nhiễm. Thì với những cái sự cực khổ như vậy,
rồi nhiều khi còn bị dư luận, bị đàm tiếu của mọi người, thì có bao giờ trong cái quá trình làm thiện nguyện anh bị suy sụp tinh thần và anh muốn bỏ cuộc không? Không bao giờ. Nếu mà nói về cái con đường thiện nguyện này á, những lần đầu tiên mình đi giúp người nghèo, mình thấy hình ảnh của những người nghèo, mình đặt mình vào trong những người nghèo, mình thương họ. Họ giống như mình ngày xưa. Mình giúp họ giống như mình đang giúp mình để mình hoàn thiện mỗi ngày. Thì như vậy nó cho mình cái ý chí cực kỳ kiên cường. Lúc nãy anh có nói là vợ anh á là cái nguồn động lực để mà anh tiếp tục cái con đường thiện nguyện này á. Em không biết là chị đã làm những cái hành động hay là chị có những cái câu nói nào cụ thể để đó là động lực của anh vậy? Câu nói thì vợ mình không có nói. Nói mới nói vui nói chơi. Ông này ông cứng đầu lắm. Hồi xưa giờ ông liều mạng quen rồi. Đó, bây giờ ông mà muốn làm cái gì cản ông nổi. Mà thôi thì bây giờ ông muốn làm cái việc này, bây giờ cản mấy lần. Làm thì tháng có được 10 đồng, sách đem cho 10 đồng hết rồi. Rồi nói hoài cũng vậy, đồ ly dị cũng vậy. Vậy hả? Rồi cứ để ông làm. Thì vợ mình hiểu và cũng là trân trọng mình. Anh đi nhiều như vậy, đóng góp nhiều cho xã hội như vậy, cái thời gian anh ở nhà thì như thế nào? Nói chung là chị cũng quen rồi. Có điều quan trọng nhất á là chị rất tin tưởng anh. Rồi đi làm như vậy, rồi cái nguồn kinh tế từ đâu? Chị kinh doanh quán cơm. Dạ. Yeah. Rồi năm tháng nay có bán được gì đâu? Lắp đặt camera. Khi mà dịch tới giờ á, nói chung là có gì ăn nấy thôi. Dạ. Yeah. Đó, sau này anh đi làm YouTube thì yeah. cũng có lãnh thêm được cái tiền YouTube nữa. Vậy à, anh ở nhà đó, ảnh là một người chồng, một người trai như thế nào? Đối với bản thân chị thì chị nghĩ ảnh rất là tuyệt vời. Cái gì ảnh cũng biết làm hết. Thậm chí đi chợ nấu cơm, ảnh cũng biết làm. Cái gì ảnh cũng biết hết. Đi sắm quần áo cho vợ con, giày dép rồi biết hết. Nhưng mà ngày xưa ảnh nóng tính lắm nha. Ừ. Rất nóng tính. Nhưng mà khoảng 10 năm trở lại đây á, là tính tình ảnh kiềm chế lại. Có chuyện gì nhiều khi ảnh buồn gì cũng vậy nữa. Ảnh ít nói lắm. Chị với ảnh là lấy nhau bao lâu rồi? Hồi xưa là chỉ là biết với nhau bạn bè thôi. Yeah. Đó. Rồi sau cái mình thấy cái tính tình ảnh, đối với mình lúc đó ảnh không phải là người đẹp trai hay giàu có gì hết. Đó. Nhưng mà mình cảm nhận được yeah. ở một con người có tình có nghĩa, cho nên mình mới chọn ảnh. Cái thời gian đầu á chị mới lấy ảnh á, và tới thời điểm bây giờ á, cái có nhiều lúc chị ngồi chị ngẫm nghĩ á, giống như là có một cái gì đó khiến ảnh, làm cho con người anh nó thay đổi hoàn toàn. Nói chung là anh đi đâu đi anh cũng đều thương chị. Về tới nhà vợ là số 1. Trời ơi, như vậy là quá tuyệt vời. Bây giờ chị em mình vô chuẩn bị cơm nước để chút nữa lên ăn cơm. Anh chị hả? Cảm ơn nghe. Bây giờ còn cái nữa nè, trong cái hành trình mà đi giúp cho mọi người trong cái mùa dịch vừa rồi á, là cái mùa vừa rồi là phải nói là đỉnh dịch đó, rất là nguy hiểm. Có cái lần nào anh đi tới mà mình không kịp không? Có. Thế là những cái lúc đó thì anh như thế nào? Không còn nước mắt để khóc. Thì trong cái thời điểm mà cao điểm nhất bùng phát, hầu như mỗi ngày tụi anh lặng lẽ đi trên từng con phố, từng con hẻm, tụi anh chảy nước mắt, nhìn thấy hình ảnh Sài Gòn vắng lặng không một bóng người, chỉ có những cái tiếng còi hụ của xe cứu thương, hoặc là nhìn ra đằng sau của cái cabin mà đang lấy, nhưng mà đang thôi thớp giành giật lại sự sống. Mà trong đó, lúc đó tụi anh phải chạy cắm đầu cắm cổ tính bằng dây để giành giật lại cái sự sống cho bà con mình. Thậm chí tụi anh ngồi xin hộp cơm, ngồi ăn ngoài dọc đường, tụi anh vừa ăn cơm mà tụi anh phải rơi nước mắt, tụi anh khóc. Khóc vì cái sự mà tàn phá của con Covid này. Thời điểm đó là lực lượng của tụi anh hầu như là phục vụ cho tuyến đầu với là ban ngành và cho người dân mọi giờ giấc, mọi ngọn ngon. Mọi công việc cực nhọc khổ đau mà cái tiềm ẩn trong cái vấn đề bệnh tật nó gây nguy hiểm đến cho chính bản thân mình, tụi anh biết hết. Nhưng tụi anh cũng không ngần ngại để ôm những cái người Covid này, ôm lên trên người mà sốc chạy từ trên tầng lầu chạy xuống dưới đất, chạy cho thật nhanh. Mà không hiểu những cái khoảnh khắc đó làm sao mà đối với anh là cái người mà lớn tuổi nhất trong đội, mà anh vác một cái trọng lượng mấy chục ký lô mà chạy từ trên kia chạy xuống, anh không biết mệt là gì. Xong rồi bỏ lên băng ca, anh đưa vô tới bệnh viện và anh cùng với các bác sĩ để can thiệp cho cái ca đó, giành giật từng hơi thở. Thank you.
vừa sóc kéo anh ca xuống một cái rồi vừa đụng xuống tới đất nói đã được tới cấp cứu rồi nha chị ơi, chị ơi. Thì người đó hất ngất mấy cái người đó đi luôn, hất ngất mấy cái người đó đi luôn. Mình chỉ biết đổ quỵ xuống dưới bàn cà mà khóc. Tụi anh đau, đau vì cái nỗi đau của người dân mình ta gánh chịu quá nhiều trong một cái chân đại dịch này. Mà thực sự lúc đó những người dân mình nằm trong những cái vùng đỏ cách ly kêu cứu, chính tụi anh phải tông thẳng những cái hàng rào, chấp nhận hy sinh bể cái xe để mà vô giành giật lại cái sự sống của mọi người dân. Khi đến được bệnh viện rồi mà mình cứu không được họ, lúc đó thật sự mình nói nó đau không thể nào mà mình diễn tả được hết cái nỗi đau của người dân Sài Gòn. Tôi anh nhìn rất nhiều cung bậc cảm xúc, nỗi đau của người dân gánh chịu. Cho nên từ động viên mọi người dân mình phải có ý chí, phải sống lạc quan, ăn uống điều độ. Khi mình có bệnh đừng hoang mang, để kích thích được cái tinh thần và hệ miễn dịch mình lên cao, mình mới vượt qua được cái bệnh tật ốm đau và nỗi sợ. Chính tụi anh không ngờ là tụi anh phải làm luôn cái nghề mụ đỡ đẻ luôn. Rồi những bà mẹ đi sanh vượt cạn, không có người thân, không có gia đình kế bên, vì những người thân gia đình họ đi cách ly hết rồi. Mình phải ôm những đứa bé mình chạy thục mạng luôn để làm sao cứu được mẹ và bé. Cho nên là nói ra để mà mong rằng bà con mình hãy có ý thức trong cái việc mà để mình phòng chống dịch Covid, cùng nhau để vượt qua nó. Ý thức là gì? Để đeo khẩu trang, chấp nhận những cái chỉ thị của Bộ Y tế đưa ra về vấn đề 5K để đảm bảo sức khỏe cho mình và sức khỏe của cộng đồng. Rồi bữa nay sẵn về và mời hai em ăn cơm nha. Dạ. Với gia đình. Em mời anh chị, em mời anh Bin. Tính ra hơn 180 ngày rồi mới ngồi ăn cơm với vợ mình. Thì nào giờ tội nghiệp vợ, cứ nấu cơm canh mình về cái ăn, rồi vừa dọn ra cái người ta gọi cấp cứu không sang rồi bắt đầu chạy. Nhiều khi bà chạy ra tới ngoài xe gói thêm cái bịch cơm nè, bỏ trong xe để cho ổng đi dọc đường ổng ăn, mày nhớ nhắc ổng nha. Đó, nói vậy đó. Thế tội nghiệp lắm. Em muốn hỏi anh cái này xíu, cái số lượng xe cứu thương đó là của bên hội của mình hay là bên một cái đơn vị, một cái cơ quan nào đó mình hợp tác với nhau? Khi mà một chiếc xe mình muốn có một chiếc xe cứu thương để mà hoạt động đúng cái chức năng cứu thương đó, thì đòi hỏi mình phải không phải là có tiền mình mua tự phát mình chạy, thông qua một cái cơ quan hay một cái bệnh viện, một cái phòng khám nào chính quy của nhà nước cấp phép đàng hoàng. Ừ. Dựa trên đó thì mình ký kết với hợp đồng với cái bệnh viện đó. Dạ. Yeah. Để mình vận chuyển bệnh nhân cho bệnh viện đó nhằm mục đích là hỗ trợ cho người nghèo không lấy tiền, thì bên đó mới cung cấp được giấy phép, để dựa trên đó mình mới xin cấp phép đèn còi. Và dựa trên cái bệnh viện đó người ta đào tạo mình trong cái khóa mà sơ cấp cứu, và yêu cầu trên xe phải có đầy đủ trang thiết bị như máy trợ thở, máy hút đàm, oxy, trang thiết bị cần thiết để cứu bệnh nhân. Chị bình thường chị bán là cũng những món này hả chị? Có mình dân thôi vậy. Bên chị là chuyên về sườn. Sườn tấm. Chị ơi em lại chị. Chị bán lại đi chị hả? Ơi em là ghiền cơm tấm vô cùng. Anh cũng vậy. Trời ơi. Cơm đặc biệt là sườn cây á. Cái món sườn cây á là của mình á, là cái điều về định lượng chế biến là do một tay mình định lượng. Ủa vậy? Ôi. Đã vậy. Ông này ngộ lắm nha. Ông có một cái em biết anh có để ý không? Ông không có cười á, nhìn mà ông bậm trợn lắm. Trời. Mà ông cười một cách mà ông đẹp lắm, mà ông hiền ơi là hiền luôn. Anh Tám anh có lãng mạn không? Có chứ. Bình thường thấy ông vậy đó, tới chừng ông lãng mạn là mình bất ngờ luôn á. Chị nói ví dụ ngày sinh nhật kia đi, tới chiều đi tự nhiên ông kêu đi hỏi đi đâu thì đi với tôi, xong rồi ấy ông làm sẵn hết mà làm cho mình bất ngờ luôn vậy đó. Ông đặt người ta trang trí bánh kem sửa soạn đầy đủ hết, quà cáp đầy đủ hết. Thường ngày mà không có cái trình độ con đường học vấn không có cao á, rồi mình lăn lóc giết nó quen ở ngoài đường xó chợ
Nhưng mà ngược lại, cái tình cảm nó nằm ở trong cái cơ thể mình đã lâu rồi. Mình làm cái gì đó mình cũng biết suy nghĩ vợ con. Cho nên là từ xưa giờ cái việc mà tổ chức sinh nhật không bao giờ mình làm gì hoành tráng á. Mình kiếm chỗ nào kín đáo. Rồi một hai chồng năm nào là có chủ đích của em nói lén mấy đứa con dắt vợ đi tắm biển mà cũng không cho bả hay, giao đi tắm biển rồi tự tổ chức sinh nhật cho bả ngoài biển đêm hôm vậy đó. Hoặc là mình cho con cái hay cái mình tổ chức sinh nhật chỗ một cái quán ăn nào đó, xin cái kiếm cái phòng và gia đình vợ con ngồi ăn thôi chứ không có người ngoài vậy đó, nó đơn giản vậy thôi. Chị hồi đó lúc mà hai anh chị cua nhau á, lãnh có lãng mạn giống vậy không? Không, cũng bình thường thôi. Chứ hồi đó hai anh chị cua nhau sao? Chị cảm thấy cảm nhận ổng là một người rất là đặc biệt thôi. Giống như hồi đó chỉ là bạn bè thôi, mình thấy ảnh giống như có lần thấy một cái chị đó chỉ ngồi với một em bé mà nửa đêm ngồi trên trước cửa nhà người ta mà vắng que. Cái anh chạy qua anh kêu mình em như khóc ôm đứa. Mà quen nhau chưa? Rồi lúc đó cũng mới quen. Hơm mới nắm tay hôn hôn mấy cái thôi. Rồi khóc á. Tại vì nếu mà ảnh là đàn ông tới mà nửa đêm thì người ta sẽ sợ. Ông chạy về, ông kêu cửa mình, kêu mình đi ra để mà làm đồ ăn rồi cho sữa, đem bánh, đem sữa và cho hai mẹ con. Chị, nhưng mà khi mà mình quen ảnh á, mình lấy ảnh là lúc đó ảnh chưa có làm cái công việc xã hội nhiều. Mà đến khi mà lấy ảnh rồi thì ảnh lại tham gia cái công việc xã hội quá nhiều như vậy thì chị có buồn không? Bởi vì lúc đó thì ảnh ở ngoài đường nhiều hơn là ở nhà với vợ. Mới đầu thì cũng buồn, cũng cản luôn. Nhưng mà tại vì ảnh quyết tâm quá rồi. Mà chị thấy cái việc này nó ý nghĩa, nó cũng rất là tốt. Cho nên chị ủng hộ. Thực sự giờ chứ mà cái bước đường hay một cái công việc nào đó phải có một cái sự đồng lòng của vợ hoặc là chồng. Và điều quan trọng hơn nữa là phải có cái sự tôn trọng nữa. Mà mình đi cho đến được ngày hôm nay là cái sự thành công đó là nhờ người phụ nữ này. Có cái khoảng thời gian mà mình bị vô trong cái chuyện thiện nguyện này nhiều quá đó. Mình bỏ bê gia đình, mình biết mình có lỗi. Trước kia thì mình thường xuyên cuối tuần dắt vợ con đi đây đó. Rồi có lâu lâu mình có cái buổi mình làm ăn, mình dư giả tích góp được tiền, mình tận tay mình đi đặt đồ, mình lựa đồ cho vợ, đi may đồ cho vợ. Nhưng mà khi đưa vào con đường thiện nguyện mình bị gián đoạn, không có một thời gian để chăm sóc cho gia đình vợ con, không có gần gũi để chia sẻ những cái gánh nặng cho vợ. Cho nên mình nhiều lúc mình ngồi mình suy nghĩ cũng khóc một mình. Nhưng mà mình nghĩ là cái việc này mình đi là để mình trả nghiệp, xin cho mình đi hết, để can đảm để mà đi, gác lại cái chuyện gia đình vợ con. Thì bằng cách mình phải giải thích nhiều hơn nữa, và mình thể hiện nhiều hơn nữa cái việc làm này, để mong rằng gia đình và vợ con mình hiểu. Chị hiểu hết á. Cho tới giờ phút này, tức là chị đang rất là hạnh phúc. Không chỉ là cái việc là anh là người rất là tâm lý đó, ngoài bên trong đóng góp cho xã hội nhưng vẫn không quên gia đình. Ở nhà vợ con mình nó xem trên video á, xem trên truyền thông ở trận bão lũ miền Trung á, anh mém chết mấy lần, vợ con sốt ruột quá mua vé máy bay đi ra ngoài tìm để kêu về, năn nỉ mà khóc luôn á. Nhưng mà mình không quyết định không về, tại vì mình nói ở trong vùng sâu còn bà con nhiều quá. Hồi nãy anh cũng nói là do anh đi nhiều quá, cái việc là thời gian dành cho gia đình hay là thời gian dành cho những bữa ăn hầu như là nó không có. Và ngày hôm nay là sau 180 ngày anh mới có được một cái bữa ăn quay quần như thế này bên vợ mình như vậy đó. Thì nhân hôm nay cái việc mà ngồi ăn cơm như thế này thì không biết là anh có điều gì nói với chị hay không. Thật sự ra hai chồng á thì bình thường á mình đi nhiều việc á, về cũng có ít cái thời gian để quan tâm và chia sẻ với vợ. Thì mình biết những cái việc mình làm cực kỳ nguy hiểm, nếu mình càng chia sẻ nhiều thì làm cho vợ mình hoang mang, nên thường là giấu đi. Và đồng thời lâu lâu mình về mình chỉ nói, tại vì hỏi mình về cái vấn đề mà lãng mạn không á thì mình ít có lãng mạn, mà mình hay lãng xẹt. Lãng xẹt bằng cái cách là mình đem cái sự hài hước của mình á để chọc vợ mình để cho vợ mình khỏa lấp đi cái chuyện buồn. Trước kia thì mình làm vợ mình không màng tới cái việc mình làm bao nhiêu tiền để đem về nuôi vợ con, mà chính bản thân của mình cũng mình chủ động không có kiểu mà tiền phát gạo đông với vợ con. Đâm ra vợ chồng có một cái sự bình đẳng với nhau, hiểu với nhau rất là về cái vấn đề phương tiện này. Thì trước kia thí dụ giờ mình lâu lâu mình tháng này anh dư được nhiêu tiền trong công việc làm ăn của anh chia sẻ với em. Nhưng trong thời điểm từ hồi đầu năm tới giờ mùa dịch, hầu như là cái việc làm ăn của mình, kể cả tiền mình dành dụm, mình lo giúp hết người nghèo,
thậm chí cái kênh YouTube của mình làm ra để mà lấy cái đồng tiền nó đem đi giúp người nghèo luôn. Đâm ra cái sự mà bù đắp chia sẻ với gia đình nó bị thiếu đi cái phần đó. Nhưng mà vợ mình không vì những cái việc đó mà để giận hờn mình. Nhưng cái vợ mình quan tâm nhất đó là cái sự bình an của bản thân mình. Yeah. Nói chung là em cũng quen rồi. Khi nào rảnh thì ăn cơm chung thôi, còn nó bận thì thôi. Chứ không cần nhất thiết là phải có một buổi cơm gia đình. Đó, thì quan trọng là về sống vợ chồng á, mình hiểu nhau, mình tin tưởng nhau, mình chia sẻ với nhau. Anh nói là anh lãng xẹt chứ em đâu có thấy lãng xẹt đâu. Mà anh thấy là trong anh á, nó có một cái sự lãng mạn đó. Cái lâu lâu hỏi, ông có yêu tôi không? Bà vô duyên quá. Không có nói, chỉ có thực hiện thôi. Nhưng mà chị vẫn hiểu. Thì trong mỗi cuộc sống không bao giờ như ta tưởng. Nhưng ở đâu đó thì bản thân cái người đàn ông là phải tiếp lửa cho cái hạnh phúc đó. Đúng vậy. Biết tôn trọng người phụ nữ ở kế bên mình. Yes. Thì nếu như không có một người phụ nữ kế bên cạnh thì khó khi nào mà một người đàn ông thành đạt. Nói chung á thì anh không cần nói nữa mà em cũng biết rồi. Nhưng mà em hãy yên tâm, cái hạnh phúc gia đình này anh cũng tâm sự với em về cái vấn đề mà sau này con cái nó lớn hết rồi thì vợ chồng kiếm về cái kỹ ho gò gái nào đó và để mà sinh sống cho khoảng đời còn lại. Nếu mình còn sức khỏe thì giúp ích cho đời, và sau đó mình cũng dành một cái khoảng thời gian để mà bên vợ mình. Dạ. Em thì cũng cố gắng là giảm lo lại trong cái thời điểm dịch bệnh này. Thật sự vợ rất là lo nhiều lắm luôn. Thì cho nên không có nói ra, nhưng mà ngày hôm nay biết thì anh cũng nói để cho em hiểu là anh luôn được bình an với cái sự che chở của Tam Bảo cũng như tất cả mọi người cầu nguyện. Em yên tâm. Nói chung là anh, em hiểu anh, em rất là tin anh. Nhưng mà cái em cần nhất là anh phải khỏe mạnh. Chỉ vậy chỉ thôi, cần vậy thôi đó. Đơn giản vậy thôi. Nhiều món ngon, nhiều món ngon. Mỗi ngày nắm tay ảnh thơm mảnh cái là bảo đảm sức khỏe dồi dào liền. Thì hôm nay